Em lần đầu tiên em gặp anh thế hệ mà em đã nghĩ về mấy mấy năm rồi. Bài hát của em thấy hình ảnh của em trong đó. Cảm ơn. Em là muốn gặp anh làm hai mươi mấy năm trời để gặp anh nói lời cảm ơn. Và chính vì cái lần em về phép, thực sự là em đã mang trên mình nhánh lên rừng và người em đầy bụi đất đỏ quấn khăn cà ma. Và lúc đó cảm xúc vô cùng phức tạp, mà hôm nay nghe giọng anh hát em lại nhớ cái khoảnh khắc đó không kìm được xúc động. Em chỉ muốn nói một lời là hai mươi mấy năm trời em mong một ngày gặp anh để nói lời cảm ơn. Em không biết nói gì hơn. Em cảm ơn anh rất nhiều. Tôi xin chúc cho đạo diễn mạnh khỏe, và đặc biệt là đạo diễn chú ý rất nhiều. Đây là chúng ta là phải mừng, chúng ta sẽ có những thước phim về những năm tháng hào hùng chiến đấu của cha anh chúng ta. Mong đạo diễn sẽ làm rất nhiều phim nói về những chiến tích của lực lượng vũ trang. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn rất nhiều.